thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói Trung Quốc đang triển khai mọi lực lượng để xâm lăng Việt Nam, đang ở trong một thời kỳ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí như đang trong thời chiến. Với cuộc chiến tranh này không tiếng súng nhưng gây tác hại cho Việt Nam mà tất cả các mặt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói Trung Quốc ngày càng hung hăng khi sử dụng cùng lúc nhiều tàu đâm húc vào tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Từ khi hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa Việt Nam, Trung Quốc duy trì hàng trăm đầu máy bay, trong đó có 3 cả tàu và máy bay quân sự, hộ tống. Họ liên tục đâm va, phun vòi rồng vào các tàu lực lượng thi pháp luật của Việt Nam. Gần đây, những hành động của Trung Quốc trở nên ngang ngược, hung hãn, đặc biệt là sau chuyến đi của Dương Khiết Trì đến Việt Nam. Điều này chứng tỏ Trung Quốc quyết tâm triển khai cuộc xâm lăng kiểu mới. Trung Quốc không thể biện hộ cho việc này bởi mọi hành vi đều thể hiện đó là một cuộc xâm lược mềm. Trung Quốc dùng mọi biện pháp buộc Việt Nam phải đối phó trên nhiều mặt trận. Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, xây dựng được vương Bắc đảo Gạc Ma, điều giàn khoan 1.000 tấn biển sâu số 1. Đến cửa biển Bắc Bộ tăng cường hoạt động ngăn cản, gây thiệt hại lớn cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. Quyết tâm của Trung Quốc là không bao giờ thay đổi, Trung Quốc đang tìm cách lợi dụng tình hình quốc tế và khu vực. Nhưng khó khăn của Việt Nam để đạt được ý muốn hợp thức, hòa yêu sách vô lý của họ trên Biển Đông. Năm 2014, muốn một giàn khoan hải dương 981 đã gây nhiều phản ứng của Việt Nam, quốc tế và khu vực rời Trung Quốc, lại đưa thêm giàn khoan biển sâu số 1 và vùng chống lấn, nơi hai bên đang thỏa thuận có cơ chế đàm phán để giải quyết vấn đề. Đó là hành vi coi thường luật pháp quốc tế. Bởi theo Công ước Luật Biển năm 1982, ở vùng chống lấn, hai bên phải ngồi lại đàm phán với nhau trong quá trình đó. Không bên nào được làm tổn hại đến lợi ích của bên đàm phán với mình hay năm nay của Trung Quốc. Không chỉ làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông, mà còn thể hiện sự bất chấp giữa luật pháp quốc tế, những thỏa thuận đạt được giữa Việt Nam và Trung Quốc. Gần đây Trung Quốc đã phát hành hàng loạt bản đồ, trong đó thể hiện đường lưỡi bò bao trùm lên Biển Đông, bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, cũng được đưa vào hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất mới, được đưa đường lưỡi bò vào bản đồ. Không phải bây giờ Trung Quốc mới làm, mà đã đưa vào bản đồ từ sơ đồ đơn giản nhất đến những bản đồ chuyên ngành như hành chính, địa hình, địa vật tự nhiên. Trước đây là bản đồ chiều ngang, thể dùng phụ đồ để vẽ đường lưỡi bò, nhưng gần đây đã thể hiện bản đồ theo chiều dọc, để thể hiện luôn đường lưỡi bò gắn liền mà không cần chia tách. Trong những bản đồ mới phát hành, có một điểm không thay đổi so với trước là đường lưỡi bò khi mới ra đời. Bản đồ này có 11 đoạn, sau đó bỏ 2, còn 9 đoạn, và bây giờ là 10 đoạn. Bản đồ này không có giá trị pháp lý nào vì đường lưỡi bò không căn cứ vào bất cứ một quy định nào của pháp luật quốc tế. Đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982 mà họ là thành viên, việc liên tục xuất bản bản đồ là một trong những biện pháp Trung Quốc tạo ra nhận thức đặc biệt đối với người dân Trung Quốc. Nhà cầm quyền Trung Quốc muốn làm điều này để người dân trong nước tin rằng họ có quyền ở vùng biển mà Trung Quốc gọi là Nam Hải, rằng việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tác nghiệp là việc hoàn toàn bình thường trong vùng biển thuộc chủ quyền nhưng họ đã vẽ bản đồ. Đó chính là biện pháp tuyên truyền nhồi sọ mà Trung Quốc sử dụng nhiều năm qua trong lịch sử nhân loại. Các thế lực cường quyền gây cuộc chiến tranh đã từng sử dụng biện pháp này. Nhiều học giả sư thế giới cho rằng đây là kiểu chiến tranh xâm lược bằng bản đồ của Trung Quốc. Họ vẽ ra một cách tùy tiện, liên tục tự xác định lãnh thổ với tư duy áp đặt, phi khoa học, bất chấp luật pháp quốc tế. Nhiều học giả Trung Quốc cũng phản đối rằng nếu việc vẽ bản đồ cách tùy tiện thế này thì bất cứ nước nào cũng có thể đưa những vùng họ thấy có lợi cho mình và bản đồ. Bản đồ mới của Trung Quốc đã có Mỹ phản đối. Việt Nam cần có tiếng nói để thế giới biết rằng Trung Quốc đang sử dụng thủ thuật này xâm lấn lãnh thổ, bảo vệ cho yêu sách phi lý của mình. Bất chấp luật pháp quốc tế là cụm từ được lặp lại khá nhiều về nhiều hành động của Trung Quốc. Thời gian này, bất kể nước nào khi bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp thỏa thuận với các quốc gia thì sẽ bị cô lập trên thực tế. Trung Quốc đã bị cô lập rồi, dương truyền đường lưỡi bò trên bất kỳ diễn đàn nào của Trung Quốc cũng đều bị chất vấn và họ rất lúng túng. Thậm chí ngay trong những văn bản luật pháp của Trung Quốc có những lập luận cực kỳ quặc. Như đây là con đường ra đời trước Công ước Luật Biển, nên không bị chi phối. Đây là điều sai trái, thế giới đã bóc trần tất cả những thủ đoạn của Trung Quốc. Trung Quốc đang tính toán nên bước đi gây ra cuộc chiến tranh xâm lược mềm thì không bao giờ dừng lại.
Việt Nam phải ngăn chặn bước đi này và không mắc mưu Trung Quốc. Đó là những cái bẫy về mặt pháp lý, chính trị, ngoại giao, kinh tế. Hành động trên thực địa Trung Quốc đang âm mưu toàn tính, toán mọi thứ đây là chiến dịch xâm lăng kiểu mới. Không chỉ là giàn khoan 1 triệu tấn mà còn ở mũi tiến công. Nguy hiểm hơn là sân bay Gạc Ma, lúc đầu có nhiều băn khoăn. Phải chăng Trung Quốc hoạt động thái như vậy để thăm dò nhằm mục đích chính trị, quân sự? Thế nhưng Trung Quốc ngày càng chứng tỏ hành động này nhằm vào mục tiêu kinh tế khai thác, vơ vét nguồn tài nguyên, dầu khí trên Biển Đông. Họ nhắm vào những nơi Việt Nam, Indonesia, Philippines đang khai thác dầu khí, tạo sự tranh chấp để các quốc gia nếu phản ứng yếu ớt sẽ không phải giải quyết tận gốc thì Trung Quốc cùng khai thác đối với Việt Nam. Hành vi của Trung Quốc nhằm gây khó khăn trong nước, thị trường chứng khoán, tiền, vàng, bất ổn trong nước xáo trộn, chủ đầu tư khó khăn. Việc đánh cá của ngư dân bị ảnh hưởng, đồng thời hạn chế thông thường hàng hải quốc tế. Trung Quốc đang đe dọa ngăn chặn tàu của Việt Nam và phạm vi 10 hải lý quanh giàn khoan. Đó là hành động đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải quốc tế. Cuộc xâm lăng này không có tiếng súng, nhưng Trung Quốc đang áp dụng mọi lực lượng vũ trang để triển khai chiến dịch. Việt Nam đã và đang đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, không chỉ dừng lại ở công hàm gửi cho Trung Quốc, mà còn gửi lên Liên Hợp Quốc. Hiện nay sự việc đã không chỉ còn là hai nước liên quan đến cả thế giới. Vì vậy, Việt Nam cần tăng cường nhờ tới Liên Hợp Quốc để ngư dân nhận thức rõ bước đi. Hành động của Trung Quốc, truyền thông cần phải tuyên truyền mạnh mẽ, chỉ đạo phải thống nhất, không để cho lực lượng khác lợi dụng, kích động tạo báo động không cần thiết, làm giảm uy tín và hiệu suất của đấu tranh. Cần làm cho nhân dân Việt Nam nhận thức được chúng ta đang ở trong một thời kỳ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí như là đang trong thời chiến, vì cuộc chiến tranh này không tiếng súng nhưng gây tác hại cho Việt Nam và tất cả các mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, pháp lý. Việt Nam cũng nên nhờ đến các cơ quan tài phán quốc tế trong những nội dung có thể thực hiện đơn phương. Không nên kéo dài hơn nữa, vì càng để lâu Trung Quốc càng có thời gian thực hiện mưu đồ và khi câu chuyện đến mức khó có thể đẩy lùi được thì rất nguy hiểm. Việc này cần phải tính toán nhưng không cần phải tính toán quá lâu để sự việc quá đi xa. Lúc đó chúng ta bị động, chạy theo thì rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, mỗi người dân phải ý thức rằng Việt Nam đang trong thời kỳ nguy hiểm, vận mệnh lợi ích quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng, cần phải có tiếng nói thống nhất. Việt Nam cần huy động sức mạnh đoàn kết, không chỉ là cơ bắp mà còn là trí tuệ. Việt Nam đầu lý nên cần lập tức chuyển động bộ máy, thu hút các học giả tri thức trong và ngoài nước để tập hợp sức mạnh trí tuệ, lý lẽ. Quan trọng nhất là đoàn kết dân tộc vì lợi ích chung của các quốc gia trước nguy cơ hiện hữu và sự xâm phạm đến lợi ích sống con của đất nước. Trung Quốc tuyên bố đuổi tàu chiến Mỹ Ông Hoàng Sa. Bộ chỉ huy khiến khu này toàn bộ của Trung Quốc cho biết một tàu chiến của Mỹ xâm phạm trái phép vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và đã bị đuổi đi. Trong tuyên bố trên tài khoản WeChat, Bộ chỉ huy chiến khu Đông Bộ Trung Quốc cho biết vụ đuổi tàu Mỹ diễn ra vào ngày 6 tháng 7. Các lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc được triển khai theo dõi và xua đuổi trước tàu chiến của Mỹ. Cơ quan này tiếp lời chỉ trích đây là bằng chứng cho việc Mỹ quân sự hóa Biển Đông và cáo buộc Washington là kẻ gây rủi ro tại khu vực chúng tôi. Hồi thúc Mỹ lập tức ngừng các hoạt động khiêu khích, hãng tin Reuters dần tuyên bố của phía Trung Quốc. Vụ việc diễn ra cùng lúc với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về lập trường của chính quyền Tổng thống Joe Biden về vấn đề Biển Đông. Nhân dịp kỷ niệm 55 ngày phán quyết Biển Đông ngày 12 tháng 7 năm 2016, tòa trọng tài được thành lập theo phục lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, trong vụ kiện đường lưỡi bò phi pháp ở Biển Đông do Philippines địa trình, Mỹ tại khẳng định chính sách ngày 13 tháng 7 năm 2020 liên quan đến các tuyên bố chủ quyền hàng hải ở Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, nhắc đến chính sách rời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có các tuyên bố của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ở hầu hết Biển Đông là phi pháp. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định không có nơi nào mà trật tự hàng hải dựa trên luật pháp lại bị đe dọa như ở Biển Đông. Ông cáo buộc Trung Quốc cưỡng ép đe dọa các nước ven biển ở Đông Nam Á như Việt Nam, đe dọa tự do đi lại trên tuyến đường toàn cầu quan trọng này. Washington cũng nhắc lại cam kết sẽ bảo vệ Philippines và Việt Nam. Trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công trong phán quyết năm 2016, tòa đã bác bỏ yêu sách quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, gồm cả đường chín đoạn, đường lưỡi bò do nước này tự vẽ.
để đòi chủ quyền và cái gọi là chủ quyền lịch sử hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Đây không phải là lần đầu tiên tàu Mỹ thách thức Trung Quốc ở Hoàng Sa, Trung Quốc vào ngày 20 tháng 5, khẳng định đã trục xuất tàu USS Ronald Reagan của Mỹ khi tàu này xâm nhập trái phép vào quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ khẳng định con tàu đang tham gia hoạt động tự do đi lại, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước đó, Mỹ vào ngày 5 tháng 2 cho biết tàu khu trục USS John S. Kahn của nước này đã tiến gần quần đảo Hoàng Sa trong một hoạt động thúc đẩy tự do hàng hải. Trung Quốc mắc mưu tướng Lương Xuân Việt, toàn bộ Hà Nội, Nam Hải bị xóa sổ. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi giữ chức tư lệnh hạm đội 8 tướng Lương Xuân Việt trở thành nối kiếp vía cho các lực lượng hải quân Trung Quốc, nhờ khả năng cầm quân tại Ba Cộng với việc Mỹ viện trợ khối lượng khí tài rất lớn, hiện đại đã khiến hạm đội 8 trở thành đơn vị quân sự có sức mạnh lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đủ khả năng đương đầu với hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Biết tin Mỹ sử dụng Cam Ranh là căn cứ quân sự, các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc đã vô cùng giận dữ, bởi lẽ một khi Mỹ đã có được Cam Ranh, toàn bộ tuyến hàng hải quan trọng của Trung Quốc sẽ được kiểm soát, và như vậy Bắc Kinh khó lòng thực hiện âm mưu dạ tâm bành trướng trên khu vực Biển Đông để phá hủy kế hoạch cho Mỹ thuê Cam Ranh. Phía Trung Quốc đã gửi tối hậu thư đe dọa Việt Nam, thế nhưng việc đe dọa này đã không thành công do sự kiện định của Thượng tướng Phan Văn Giang. Trung Quốc ngay sau đó đã quá tức giận và tuyên bố tuyên chiến tranh tổng động viên hạm đội Nam Hải tấn công cảng Cam Ranh của Việt Nam. Đặc biệt, cuộc tấn công lần này còn có sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh với uy lực mạnh, hạm đội Nam Hải vô cùng ngông cuồng và hống hách. Tuy nhiên, Việt Nam có điểm thuận lợi, đó là hỏa lực từ tên lửa Tomahawk do Mỹ viện trợ. Nhận được tin Trung Quốc giàn tàu đánh Cam Ranh, tướng Lương Xuân Việt đã án binh bất động chờ tàu đến gần tầm bắn, sau đó nã pháo. Kết quả là toàn bộ tàu chiến của hạm đội Nam Hải lọt vào ổ mai phục của thiếu tướng Lương Xuân Việt và cái kết là thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc thay đổi chiến thuật đe dọa các nước trên Biển Đông. Trung Quốc đang áp dụng những chiến thuật mới ngày càng táo bạo, có nguy cơ gây ra những cuộc xung đột mới trên Biển Đông. Cable New York News dẫn lời các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang áp dụng những chiến thuật mới ngày càng táo bạo, có nguy cơ gây ra những cuộc xung đột mới với các nước trong khu vực như Malaysia và Indonesia. Căng thẳng đã gia tăng giữa Trung Quốc và Malaysia trong suốt hơn một tháng hồi đầu năm nay, gần đảo Borneo ở Biển Đông. Sau đó, Trung Quốc điều tàu khảo sát được các tàu hải cánh hộ tống bám sát tàu giàn khoan Red Capella do công ty dầu khí Petrola của Malaysia vận hành. Theo tổ chức Minh Mạch Hàng Hải AMTI, tàu của Trung Quốc đã tiến hành hoạt động khảo sát, thăm dò trong khu vực. Cảnh sát biển Malaysia đã điều tàu tuần tra, giám sát tàu của Trung Quốc đến ngày 7 tháng 7. Mỹ triển khai hai tàu chiến tiến hành diễn tập tự do hàng hải ở Biển Đông và hỗ trợ cho tàu khoan của Malaysia. Trước sự gây rối của Bắc Kinh liên tục khẳng định tiến hành các cuộc hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này. Nhưng nhiều năm qua, các tàu của Trung Quốc bị cáo buộc cản trở các nước trong khu vực thăm dò nguồn tài nguyên ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp. Ông Greg Foling, giám đốc AMTI cho biết, các nước đang lo ngại hơn bao giờ hết khi Trung Quốc tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động trong khu vực thông qua việc tăng cường xây dựng và bồi lấp các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Những đảo này là nơi đồn trú của tàu của Trung Quốc, biển Malaysia và Indonesia, thành các quốc gia nằm ở chiến tuyến vào bất cứ thời điểm nào. Hàng chục tàu hải cánh của Trung Quốc hiện diện quanh quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam. Và hàng trăm tàu đánh cá cũng luôn sẵn sàng lên đường. Trung Quốc càng ngày càng hùng hăng. Biển Đông là một trong những khu vực nóng nhất trên thế giới với nhiều tranh chấp và lợi ích chiến lược đan xen. Trước đó, Trung Quốc đã đưa ra yêu sách đường chiến đoạn, tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, yêu sách của Bắc Kinh là vô lý, trái với luật pháp quốc tế và không được coi là hợp lệ. Theo phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCR tại La Hay vào năm 2016, mặc dù vậy, từ năm 2015, chính phủ Trung Quốc vẫn thực hiện tham vọng mở rộng lãnh thổ bằng cách xây dựng và bồi lấp các rạn san hô và bãi cạn ở Biển Đông thành những đảo nhân tạo, tăng cường thường quân sự hóa vùng biển này qua sự việc xây dựng các sân bay, biển cảng, căn cứ quân sự và trạm radar. Chuyên gia Greg Foling nhận xét, những đảo này được trang bị radar và khả năng giám sát giúp Trung Quốc quan sát mọi thứ diễn ra ở Biển Đông. Trước đây, Trung Quốc có thể không biết quốc gia khác
khai thác tài nguyên ở đâu. Nhưng giờ thì họ biết rõ điều đó. Theo các chuyên gia, Bắc Kinh đã tạo ra một đội tàu hải cánh và tàu cá có thể cơ động ở Biển Đông để quấy rối tàu thuyền của các nước khác hoặc đi lại trong những khu vực nhạy cảm về mặt chính trị. Việc điều tàu thăm dò bám sát tàu khoan của Malaysia phải là hành vi gây hấn đầu tiên của Trung Quốc ở Biển Đông trong năm 2021. Trước đó, quan hệ giữa nước này và Indonesia đã gặp nhiều sóng gió bởi các diễn biến xung quanh quần đảo Natuna, phía nam Biển Đông. Tháng 1 năm 2021, Trung Quốc bị tố điều các tàu hải cánh hộ tống hàng chục tàu cá của nước này đi vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Indonesia. Ở vùng biển phía bắc quần đảo Natuna, đáp trả động thái của Bắc Kinh, Indonesia đã triển khai tàu chiến và chiến đấu cơ F-16 tuần tra vùng biển Natuna. Ngay sau đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo có chuyến thăm căn cứ quân sự trên đảo Natuna, Besa, đảo chính trong nhóm đảo thuộc quần đảo Natuna, nhằm khẳng định tuyên bố của Indonesia coi quần đảo Natuna nằm trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của nước này, không còn thực hiện chiến lược vừa đấm vừa xoa. Theo cable New York News, từ Trung Quốc có một lịch sử lâu dài quấy phá tàu thuyền của các quốc gia khác ở Biển Đông, trong đó có Malaysia và Indonesia. Trong quá khứ, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã giúp xoa dịu sự giận dữ của các bên liên quan. Nhưng giới quan sát cho rằng hiện giờ ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng cùng Trung Quốc theo đuổi của chính sách ngoại giao chiến lang đã phá vỡ bất cứ mạch nối nào trong quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước trong khu vực. Điều này thay đổi ở đây là Trung Quốc đã không còn thực hiện chiến lược vừa đấm vừa xoa, các tuyên bố của họ rất hung hăng và không giúp ích gì. Ông Folling nói, giới phân tích cho rằng sự gia tăng hành vi gây hấn của Trung Quốc trong khu vực một phần là bởi đại dịch COVID-19 đã giáng đòn nặng nề và sự tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh khiến vị thế của nước này bị tổn hại. Tại phiên họp Quốc hội vào tháng 5 vừa qua, chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm. Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng leo thang căng thẳng với Mỹ và châu Âu liên quan đến vai trò của nước này trong ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Trung Quốc bị cáo buộc che đậy thông tin, xử lý chậm khiến dịch bệnh lan rộng và hoành hành trên khắp thế giới, cướp đi sinh mạng của hơn 400.000 người. Các chuyên gia nhận định lo ngại về khẳng định suy yếu quyền lực, Trung Quốc đã gia tăng những lời hùng biện và đẩy mạnh chương trình nghị sự quốc gia, trong đó có tham vọng kiểm soát Biển Đông. Ông Lastory, thành viên cấp cao tại Viện ISIU Joseph Isaac Singapore nhận định, Trung Quốc muốn dựng nên câu chuyện rằng Mỹ đang rút khỏi vị trí cường quốc toàn cầu, từ đó giúp Bắc Kinh củng cố ảnh hưởng của mình trong khu vực. Trung Quốc muốn các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, thấy rằng sức mạnh quân sự của Mỹ đang suy giảm và cam kết Washington với khu vực ngày càng lờ mờ. Chưa hết, Bắc Kinh còn muốn chứng tỏ những vấn đề kinh tế mà họ đang đối mặt sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của họ ở Biển Đông. Cho đến nay, Malaysia và Indonesia đã cố gắng tránh để vấn đề Biển Đông chi phối quan hệ với nhau Trung Quốc. Nhưng trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng các hành động khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp của nước này, thời kỳ ngoại giao thầm lặng có thể kéo dài mãi mãi. Khi hành vi gây hấn trở nên quá mức, họ sẽ không thể lờ đi. Ở một thời điểm nào đó, Malaysia và Indonesia buộc phải lên tiếng phản đối đầu, mạnh mẽ và quyết liệt như những gì Việt Nam và Philippines đã thực hiện suốt nhiều năm qua. Tin nóng vào đêm ngày hôm qua, khoảng 200 biệt kích từ nước Lào đã tấn công sang đồn biên phòng Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An của Việt Nam. 200 tay súng này bất ngờ từ những con đường rừng tấn công sang Việt Nam và xả súng không ngớt vào đồn biên phòng, khiến các chiến sĩ Việt Nam bị bất ngờ phải bỏ chạy khỏi doanh trại này. Ngay lập tức, nhóm biệt kích truy kích đuổi theo bộ đội Việt Nam rồi quay trở lại phóng hỏa đốt cháy đồn biên phòng. Người dân xã Mỹ Lý nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn đã chạy đến đây, nhưng sau đó cũng phải co giò bỏ chạy. Sau đó khoảng nửa giờ, 800 lính chủ lực Việt Nam thuộc sư đoàn 916 đã tăng chi viện, nhưng khi đến nơi thì nhóm biệt kích này đã chạy ngược về bên kia nước Lào. Những đám cháy lớn ở đồn biên phòng phải sau đó 1 giờ đồng hồ mới được dập tắt. Vào thời điểm đó, các chiến sĩ biên phòng cũng không biết toán biệt kích thổ phỉ này từ đâu ra. Nhìn quân phục của chúng như những bọn lính ngụy trang ngụy quyền, tên nào cũng mặc trang phục lính giản dị và được trang bị súng ống đầy đủ. Không những vậy, chúng còn có cả súng hỏa lực B-40, B-41. Những đám cháy lớn chính là do chúng bắn bằng đạn B-40 và B-41. Và ngoài ra, sau cuộc tấn công chớp nhoáng, chúng không để lại dấu vết nào. Kính thưa quý vị, ngay sau cuộc không kích, vào khoảng 1 giờ đêm ngày hôm qua, Cục Quân báo Trung ương đã ra lệnh cho những tình báo Việt Nam
đang vận động tại Lào điều tra vụ án, điều tra xem bọn chúng đến từ đâu, bởi từ trước cho đến nay, nước Lào chưa bao giờ có xích mích với quân đội Việt Nam. Những vụ vượt biên trái phép giữa hai nước truyền đến từ những kẻ buôn lậu hoặc đến từ lính đặc nhiệm Trung Quốc xâm nhập vào nước Lào, rồi xâm nhập vào Việt Nam. Vào sáng ngày hôm nay, một nguồn tin từ nước Lào thông báo và gây chấn động toàn quốc. Theo nguồn tin, 200 tên biệt kích từ nước Lào tấn công sang đồn biên phòng Mỹ Lý là thuộc lực lượng của lính Vàng Chu, con trai của tướng Vàng Pao. Năm nay, Vàng Chu 56 tuổi và mới từ Mỹ trở về để thành lập một đội quân người Hờ Mông, căn cứ đặt tại huyện Say Sầm Bùn, tỉnh Siêng Khoảng giáp với tỉnh Nghệ An của Việt Nam. Cũng theo nguồn tin này, phía quân đội Trung Quốc đã hậu thuẫn cho gia tộc Vàng Pao từ bên Mỹ trở về để thành lập nhà nước tự trị Hờ Mông. Những người con của Vàng Pao có đến 13 người con. Vàng Pao Cha đã chết vào ngày 12 tháng 5 năm 2011 tại Mỹ. Trước lúc chết, tướng Vàng Pao đã viết di chúc cho con cháu phải trở về nước và thành lập nhà nước tự trị người Hờ Mông. Trong di chúc này, Vàng Pao cũng nêu rõ kẻ thù của người Hờ Mông chính là người Việt Nam. Nếu không vì chính quyền của Việt Nam truy sát, thì họ Vàng của tướng Vàng Pao vẫn còn ở Việt Nam và ở Lào. Vàng Pao tố cáo chính quyền Việt Nam đã cướp hết đất đai của người Hờ Mông, giết hại và xua đuổi người Hờ Mông không phải nàng bạt khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế, kẻ thù số 1 của người Hờ Mông chính là chính quyền Việt Nam. Cũng theo nguồn tin riêng, Vàng Chu đã quyết định lấy cứ điểm ở bản Nong Chang ở bên Lào làm căn cứ đóng quân. Nguồn tin này cũng không nói rõ trong 17 người con của tướng Vàng Pao có bao nhiêu người con đã trở về. Tuy nhiên, Vàng Chu là người đứng đầu tổ chức này và thề sẽ quyết tâm tiêu diệt kẻ thù Việt Nam, lấy lại đất đai từ chính quyền Việt Nam đã cướp mất. Cách đây một tháng, Vàng Chu đã có mặt tại Lào và cho quân lính đi từng bản làng, kêu gọi người Hờ Mông cầm súng đánh sang Việt Nam, lấy lại phần đất của tổ tiên. Chỉ trong một tháng vừa qua, tổ chức này đã có 1.920 quân lính, toàn là những người Hờ Mông và những thành phần bị chính quyền Việt Nam truy nã. Đây là những thành phần cực kỳ nguy hiểm, mang những tội danh giết người, cướp của, buôn bán hàng cấm, nên chúng không đội trời chung với quân đội Việt Nam. Vào đêm ngày hôm qua là ngày ra quân đầu tiên của tổ chức này. Vàng Chu chỉ tuyển chọn ra 200 tay súng, đánh đòn phủ đầu vào lính biên phòng Việt Nam. Trong 200 tay súng này có hơn 100 tên, là những tên tội phạm bị chính quyền Việt Nam truy nã. Một tiết lộ động trời khác là tổ chức này được sự hậu thuẫn của quân đội Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã âm thầm trang bị vũ khí cho tổ chức này chống phá chính quyền Việt Nam. Đối lại, phía tổ chức của Vàng Pao đang lên kế hoạch để tái trồng lại cây thuốc viện khắp vùng rừng núi của Lào để bán lấy tiền nuôi quân và mua vũ khí của Trung Quốc. Theo nhận định của nguồn tin trên, tổ chức này sẽ nhanh chóng lớn mạnh chỉ có một tháng, mà chúng đã thu làm 2.000 quân lính thì trong vòng 6 tháng, số quân lính này sẽ tăng lên cao. Theo cấp số nhân, nhiều tên tội phạm người Việt Nam và các nước khác đang lẩn trốn ở bên Thái Lan cũng tìm đường vượt biên trở lại đất nước Lào để tham gia hoạt động với tổ chức này. Có rất rất nhiều người Hờ Mông đang sống vượt trưởng bên đất Thái Lan, nghe tin vua mèo đã trở về từ Mỹ thì lại lên đường tìm nước trở về nước Lào. Truyền thông Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay cũng loan tin rộng rãi, con trai của tướng Vàng Pao đã trở lại để đối đầu với quân đội Việt Nam. Đây là cách thức chính quyền Trung Quốc loan báo truyền tin cho những kẻ tội phạm khác trên thế giới hay nghĩ đến đất nước Lào để tham gia tổ chức. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tướng Vàng Pao trước kia được các tổ chức nước ngoài hậu thuẫn và đưa lên làm tướng. Ngay cả chính quyền Việt Nam cũng phải thừa nhận Vàng Pao là một viên tướng giỏi. Cả cuộc đời binh nghiệp của tướng Vàng Pao đã trải qua hàng ngàn trận chiến, nhưng ít khi ông ta thua trận, hay nói cho đúng là ông ta thua nhiều. Nhưng trên thế giới, thắng với đội quân này ngày đó chỉ có 850 người. Tướng Vàng Pao đã nổi đình nổi đám và đi vào lịch sử của đất nước Việt Nam và Lào. Ngay đến thời điểm hiện tại, dù tướng Vàng Pao đã chết 10 năm nay, nhưng ai ai là người Việt cũng nghe tên tuổi của Vàng Pao hoặc là vua mèo. Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, trong 13 con của tướng Vàng Pao, Vàng Chu là người thông minh và được Vàng Pao yêu quý nhất. Đã nhiều năm nay, Mỹ vẫn ủng hộ gia đình Vàng Pao trở lại Việt Nam hoặc Lào để lấy lại đất tổ tiên. Nhưng Vàng Pao nói rằng sức đã cạn kiệt và việc này để cho con trai là Vàng Chu nói giỏi. Vàng Chu sống tại Mỹ nhiều năm và học qua cả lớp tình báo CIA, nhưng ông ta lại không thích sự giúp đỡ của người Mỹ. Lý do đơn giản, ông ta nói, người Mỹ không hiểu được người châu Á, bởi vậy, khi Tập Cận Bình chia bàn tay ra nâng đỡ, Vàng Chu đã ngay lập tức nhận lời, đưa quân về nước Lào kêu gọi người Hờ Mông và các tổ chức liên kết chống lại chính quyền Việt Nam. Được biết, thủ phủ Vàng Chu ở bản Nong Chang, huyện Say Sầm Bùn, tỉnh Say Khoảng, nước Lào trở thành trung tâm của huyện mới cũng mang tên Nong Chang. Chính khu vực này giờ đây đã trở thành một khu cấm địa trong một tháng này. Nhưng chính phủ của Việt Nam đã không hay biết. Điều này cũng không thể trách người Việt Nam, khi từ trước cho đến nay nước Lào luôn là một người nhà em tốt. Trong chuyện này, nếu không có bàn tay của Trung Quốc dính vào thì tổ chức này không thể phát triển và tồn tại được. Được biết, thủ tướng thủ phủ của nước này đã mở rộng lên tới 12 mét vuông, rộng hơn gấp 3 lần trước đây, khi Vàng Pao làm cứ điểm chỉ có 4 km. Ngay từ hôm thành lập cứ điểm cho đến nay,
khu vực bản Nong Chen là nơi thung lũng nổi tiếng của khách du lịch, bỗng nhiên trở thành khu vực quân sự. Quân đội Trung Quốc đã trang bị cho lính của Vàng Chu quân phục giản dị, đúng nghĩa quân đội ngụy thời giặc Mỹ. Nhiều loại xe ủi đất, máy xúc và các loại binh khí được vận chuyển từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc sang Lào. Thủ tướng nào dù biết rằng sự kiện này sẽ làm mất đi tình bang giao giữa hai nước Việt Lào, thế nhưng ông cũng phải làm ngơ về sự tồn vong của nước Lào. Nếu ông cứng rắn với Trung Quốc hoặc với quân đội của Vàng Chu, thì đất nước Lào nhanh chóng bị xóa sổ trên bản đồ của thế giới. Thay vào đó, nước Lào có thể sẽ là của quân đội Vàng Chu dưới sự chống lưng của Trung Quốc. Thêm một chi tiết mới về căn cứ địa của Vàng Chu, một kho vũ khí rộng 90 hectare đã được phía Trung Quốc cấp tốc xây dựng xong chỉ trong vòng nửa tháng. Ngay vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, IS vệ tinh của Mỹ đã ghi nhận kho vũ khí này không thua kém gì kho vũ khí của Trung Quốc xung tả cách biên giới phía Bắc Việt Nam 10 km. Những chiếc vòm màu xanh lá cây đã nhanh chóng được dựng lên để che đậy các loại vũ khí. Hàng loạt xe tăng và xe thiết giáp được để phơi ngoài trời. Đây là khu nhà chứa này chưa hoàn thành. Theo tờ báo của Mỹ, rất có thể khu nhà vòm kia chứa những dàn tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Trung Quốc cung cấp. Một số nhà vòm khác bảo quản có thể là thuốc nổ và vũ khí bộ binh. Nếu quân số phát triển nhanh như dự kiến, tổ chức này sẽ là một thế lực đáng gờm của quân đội Việt Nam. Như vậy, Việt Nam đã bị Trung Quốc bao vây tứ phía chứ không phải là ba phía như trước nữa. Tứ phía đó bao gồm biên Đông, biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và bây giờ là biên giới Lào. Tờ báo cũng đưa ra nhận định rằng nếu Việt Nam không khôn khéo xử lý thì rất dễ dẫn đến một cuộc chiến tranh bất động. Bởi nếu Việt Nam đồng minh với tổ chức này thì không khác nào đồng minh với quân đội của Trung Quốc. Lúc đó Trung Quốc sẽ tổ chức đánh Việt Nam ở ba mặt trận, từ biển Đông, biên giới Tây Bắc và cả biên giới Tây Nam. Ở vào thế cộng kim này thì 80% Việt Nam sẽ đảm nhận là thua trận. Tuy nhiên Việt Nam cũng có lợi thế riêng khi sức mạnh của toàn dân Việt Nam đáng sợ hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới. Đối chọi lại với Việt Nam, lúc này không phải có một mình tổ chức Vàng Pao mà có cả Campuchia và Trung Quốc. Một thông tin cuối cùng trong bản tin thời sự ngày hôm nay đó chính là làn sóng người hâm mộ ở các tỉnh thành phía Nam đang rục rịch tiến về nước Lào. Theo lời kêu gọi của vua mèo, Vàng Chu rất có thể là làn sóng người hâm mộ vào tỉnh Vân Nam Trung Quốc cũng sẽ đến Lào gia nhập đội quân vua mèo này. Chúng ta nên nhớ rằng Vàng Pao xuất thân từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc, qua Việt Nam rồi mới chạy sang Lào. Bởi vậy mà những người hâm mộ ở Trung Quốc vẫn là gốc rễ của vua mèo. Họ có một tinh thần đoàn kết, khó cưỡng và răm rắp tuân lệnh vua mèo. Vì thế Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn để xóa sổ tổ chức này trong thời gian ngắn nhất.